Rau là thực phẩm quen thuộc, nhưng một số loại chứa nhiều trứng ấu trùng, nếu thường xuyên ăn mà không làm sạch triệt để sẽ gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là 5 loại rau chứa nhiều trứng ấu trùng mà chúng ta hay ăn. 1. Rau xà lách. Rau này rất ít calo nhưng lại giàu vitamin và chất xơ, ăn nhiều có thể hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, do lá xà lách tương đối dài, cuốn lại sâu, nên rất dễ ẩn chứa trứng ấu trùng trong đó. 2. Bắp cải tím. Bắp cải tím đặc biệt dễ ẩn chứa trứng ấu trùng vì nó có nhiều lớp giống như hành tây. Vì vậy khi chế biến bắp cải tím thành salad, trước tiên bạn hãy tách bỏ lớp vỏ bên ngoài không dùng đến. Sau đó bạn tách từng lớp lá, cắt thành nhiều đoạn nhỏ vào xả dưới vòi nước để lọc rửa nhiều lần. 3. Củ ấu. Củ ấu mọc ở dưới nước, các loại vi sinh vật và ký sinh trùng rất dễ bám vào. 4. Cải thảo. Nhiều người cho rằng bên trong cây cải thảo sẽ sạch sẽ nên không cần rửa quá kỹ. Thói quen này vô tình giúp trứng ấu trùng có cơ hội đi vào bên trong cơ thể qua đường ăn uống. 5. Súp lơ. Súp lơ nhiều hoa và nhiều kẽ hở nên đặc biệt thích hợp để trứng ấu trùng ẩn nấp. Vì vậy, khi ăn bạn bên chú ý rửa thật sạch, sau đó ngâm nước muối loãng để làm sạch loại thực phẩm này. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những kiến thức hay giúp quý vị có thêm thông tin. Kính mời quý vị nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để thường xuyên nhận thêm nhiều kiến thức hữu ích mà chúng tôi đăng tải định kỳ nhé.